Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có là bốn cái mẫu sản phẩm đồng hồ nhá, đến từ thương hiệu Seiko và Oren. Ở đây sẽ có một chiếc đồng hồ Oren dây da nhá, còn lại thì ba mẫu sản phẩm đồng hồ đến từ Seiko. Đợt này thì nói thật với anh em là có rất là nhiều mẫu, sẽ có những cái tầm giá nó thay đổi anh em nhá. Thông thường như ví dụ như ngày hôm nay em gửi đến cho anh em một phiên bản Oren này, phiên bản này là phiên bản dòng Babino. Thì riêng về dòng Babino Classic ấy, size 38 như này ấy, thì ngày trước em đang bán mức giá của nó là màu demi là 4,2 triệu, nó còn màu trắng thì em đang bán là 4 triệu đó. Nhưng mà hiện tại thì cái mức giá khá cao cho phiên bản này đó chính là 4,5 triệu cho một cái phiên bản demi như này đấy, anh em lưu ý nhá, 4,5 triệu nhá. Đó thì đợt này thì em đã báo anh em rất là nhiều lần rồi, giá nó sẽ dao động theo từng đợt đó, và đợt này thì giá nó sẽ cao hơn, cho nên là em sẽ bán mức giá cao hơn nhá. Ở 4,5 triệu thì em nghĩ rằng là nó cũng không quá cao đâu, tại vì em biết chắc rằng là với những cái thông số của chiếc đồng hồ này mang lại ấy, thì 4,5 triệu nó rất là xứng đáng. Nên anh em phải hiểu là với những cái phiên bản này thì nó cũng có những cỗ máy cực kỳ là ngon này, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của anh em, đặc biệt hơn là những anh em nào thích những cái phong cách mà dây da như này thì nó cũng đều có thể đáp ứng được cho anh em. Cho nên là đây là một trong những cái chiếc đồng hồ em đánh giá cũng rất cao nhá về cái chất lượng. Rồi chúng ta sẽ có mã hiệu của em này, đó chính là RA-AC này 0M01S10B nhá. Đây là mã hiệu của phiên bản này, anh có thể tra cứu trên Google với thêm những thông tin chi tiết. Phiên bản này chúng ta sẽ có thiết kế 3 kim này, một ô lịch ngày được đặt được 3 giờ, một cái mặt đeo màu trắng hướng chạy tia rất chi đẹp trên phiên bản này nhá. Dòng chữ Oren này, automatic này. Đó rồi, logo hai chú sư tử Walter Siston. Và trên mặt đeo chiếc đồng hồ này thì sẽ là kim cọc giữa kẻ vạch. Đó, đơn giản classic như thế này thôi. Đó, và đặc biệt hơn thì anh em có thể thấy là với phiên bản này demi thì trông nó rất là sang đúng không ạ? Đó, màu demi mạ vàng gold rất tuyệt vời trên cái phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này. Đó, cho nên là anh em thấy là với riêng những phiên bản demi của Oren người ta làm rất là chất. Đó, màu vàng rất là sáng luôn. Đó rồi, với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có là một cái bộ dây da dòng vân cá sấu màu nâu nhé anh em nhé, màu nâu, một cái khóa xiên này đến từ thương hiệu Oren này. Phần đáy của chiếc đồng hồ này cũng đầy đủ những thông tin chi tiết của nhà sản xuất như là Waterston là 30 mét nước này, stainless steel này, đó, Moment Japan, đầu máy F6724, cỗ máy có đầy đủ những chức năng như lên có tay, dừng kim giây khi chỉnh giờ, và tần số dao động là 21.600 và độ tích cóp là 40 tiếng. Đặc biệt hơn thì anh em có thể thấy là chi tiết nộ cơ skeleton ở phần đáy rất chi là đẹp đúng không ạ? Đó, những chi tiết rất đẹp trên cái phần cỗ máy của chiếc đồng hồ này. Đó rồi, chúng ta sẽ đi đến với kích thước xe mặt phiên bản này đó chính là 38, phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16, anh em đây những phiên bản này rất chi hợp lý. Anh em có thể thấy đối với cổ tay của em trước đây cổ tay 16 nhá, đây cho mình phiên bản size 38 này, đó khá là đẹp đúng không ạ, khá là vừa vặn, đó trông rất là phong cách các cổ điển và classic nhá. Đó, và mức giá anh em tiếp cận phiên bản này đó chính là 4,500,000 đồng. Đó, một cái mức giá rất tốt nhá. Anh em có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có kể cả cái phần mặt kính này cũng tạo được một cái hiệu ứng rất đẹp cho chiếc đồng hồ này, một cái hiệu ứng tràn viền. Và dòng này là dòng Babino, cho nên là anh em nếu như mà anh em chưa biết ấy, thì cái mặt kính này tạo được cái thương hiệu Babino ha. Đó, một cái mặt kính rất đặc biệt. Đó rồi, 4,500,000 đồng cho phiên bản này. Anh em nào quan tâm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số online nhá, 0969 77 82, để tìm tư vấn trực tiếp cho anh em. Đây là mẫu sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay, tình trạng mới 100% đầy đủ hộp sổ, anh em cần thiết thì liên hệ với em nhé. Đây là mẫu sản phẩm đầu tiên. Và tiếp đến ở đây chúng ta sẽ có là ba chiếc đồng hồ đến từ Seiko. Đợt này thì Seiko 5 em về khá là nhiều đấy, muốn gửi đến cho toàn thể quý anh em. Chúng ta sẽ có phiên bản khá là quen thuộc nhá, một chiếc đồng hồ Seiko 5 với phiên bản màu xanh deep blue, một cái màu xanh rất đẹp trên cái phần mặt dial này. Thiết kế kim cọc của phiên bản này cũng rất là sắc sảo, khi mà anh em có thể thấy là kim giờ kim phút là kim lưỡi kim mắt nhọn đấy, làm rất là chi tiết luôn. Đó, từng đầu kim đấy cho đến phần thân, đó làm rất là chi tiết đúng không ạ? Đó, trên phần thân cũng có dạ quang em nhá, thiết kế 3 kim một ô lịch kép, ở đây sẽ có một dòng chữ Seiko 5 automatic 21 chân kính này, rồi sẽ có là các phần kim cọc là kim cọc sợi kẻ vạch rất chi đẹp. Đặc biệt hơn thì viền android bên ngoài thì nó sẽ có cái chi tiết màu trắng kẻ chỉ phút đấy, tạo nên sự tương phản đồng nhất nhá. Chúng ta sẽ có là với cỗ máy phiên bản này cỗ máy 7S26, một cỗ máy độc quyền đến từ
thương hiệu Seiko. Và S26 thì nó sẽ có 21.600 tần số động, đối với con là 40 tiếng, nhưng mà nó sẽ là một trong những cỗ máy cơ bản nhất. Đấy thì anh em phải hiểu là với tầm giá của phiên bản này hiện tại em đang gửi đến cho anh em là 2.900.000 đồng. À, đầy đủ hộp sổ mới 100% đầy đủ hộp sổ nhá, mà anh em kiếm được một con máy cơ gì rất là khó, tại vì để mà nói anh em mua những phiên bản ví dụ như là mua của hãng ấy, thì đâu đấy tầm phải 5 triệu rưỡi 6 triệu anh em mới có một chiếc máy cơ đó. Cho nên là đối với những anh em nào chưa biết chơi đồng hồ ấy, anh em mới vào tìm hiểu đồng hồ ấy, thì anh em nên lưu ý, ví dụ anh em thích hàng order ấy thì anh em có thể săn sale đâu đấy tầm 2 triệu 9 cho đến tầm 3 triệu 2 là chúng ta chơi thoải mái rồi về những phiên bản máy vẽ S26 rồi đó. Cho nên là anh em có thể thấy rằng là với những cái tầm giá như thế này thì chúng ta đã có máy cơ thì thật sự là rất là ngon rồi ha. Đó rồi, phiên bản này chúng ta sẽ có một cái mặt kính HLED nhá anh em nhá, một cái mặt kính HLED độc quyền đến từ thương hiệu Seiko. Mặt kính này thì chúng ta sẽ có là chống chịu lực và va đập nó tốt tốt hơn nhưng mà kính thường rất là nhiều. Về đây chúng ta sẽ có là viền benzen này, anh em có thể thấy viền benzen bên ngoài được phay bóng rất chi tiết này đó. Phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép 316L và đây sẽ có chi tiết phay bóng toàn bộ trên thân vỏ luôn. Riêng về chiếc đồng hồ này thì những cỗ máy 7S26 thì sẽ có một cái núm chỉnh được đặt hướng góc 4 giờ anh em nhé. Đây là cái núm chỉnh mà phải gọi là thương hiệu của dòng máy 7S26 rồi, nó sẽ được đặt ở đây nhá, để chúng ta có thể tinh chỉnh lịch ngày lịch giờ nó thuận tiện hơn. Đây anh em xem này, đây nhá, qua 12 giờ nó sẽ nhảy lịch này. Đó, một cái cỗ máy 7S26 cực kỳ là ngon. Ở những phiên bản này thì đây cũng máy cơ bản thôi nhưng mà cực kỳ bền bỉ và chạy rất là chuẩn, anh em có thể tham khảo. Đấy, riêng về dòng này nó như thế anh em nhé. Chúng ta sẽ có là một cái bộ dây thép cuộn này, nó hai sợi chỉ phay bóng và sợi chỉ phay xước rất đẹp, một cái khóa bấm đến từ thương hiệu Seiko 5 đó, anh em có thể thấy ha, nó khắc in Seiko 5 ở trên đây. Ở đây sẽ có là phần đáy của chiếc đồng hồ này đầy đủ những thông tin như là số serial number này đó. Water system phiên bản này là 30 mét nước nhá, anh em đi mưa rửa tay cơ bản. Đấy, rồi stainless steel máy vẽ 26 21 21 chân kính. Và với phiên bản này thì em sẽ lên tay thử cho anh em xem về chiếc đồng hồ này. Phiên bản này chúng ta sẽ có kích thước xoay mặt. Xoay mặt là 37 phù hợp với cổ tay của anh em ở trên dưới 16 em, đây những phiên bản này khá hợp lý. Và đặc biệt hơn thì với những anh em đâu đấy từ 14.5 cho đến 16 anh em, đây những phiên bản này là đẹp nhất nhá. Anh em có thể cân đối qua màn hình nhỏ đây, cổ tay em chưa là cổ tay 16 nhá. Đây cho mình phiên bản này rất đẹp. Đặc biệt hơn thì với màu xanh ấy thì trông nó sẽ trẻ hơn rất là nhiều. Đấy, cho nên là trẻ trung và năng động là một, đây là một trong những màu mà cũng rất là phổ biến ở tại ngành đồng hồ của em, và đặc biệt hơn là người dùng người ta cũng sử dụng màu xanh dương rất là nhiều đó. Rồi mẫu này hiện tại đang gửi đến cho anh em là 2.950.000 đồng, mã hiệu NKL43K1 nhá. Đó, 2.950.000 đồng, hàng mới 100% đầy đủ hộp sổ đấy, gửi đến cho toàn thể quý anh em rất chi là tuyệt vời nhá, hàng mới nhá. Đó, đây là mẫu sản phẩm thứ hai. Nếu như mà anh em nào quan tâm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline nhé, 0969 77 822. Bên em là bên chuyên phân phối đồng hồ chính hãng trên toàn quốc. Đó, nếu như các bác phát hiện hàng giả hàng nhái, bên em sẽ đền bù cho các bác gấp 10 lần giá trị sản phẩm. Và đặc biệt hơn thì với những phiên bản này ấy, khi các bác mua hàng bên em thì sẽ được bảo hành tại cửa hàng của em là 5 năm. Đó, 1 năm đầu tiên thì miễn phí hoàn toàn tất cả những chi phí về lỗi máy và lỗi người dùng. Kể từ năm thứ hai trở đi thì bên em sẽ hỗ trợ các bác là 50% chi phí bảo dưỡng. Cho nên là thì anh em sử dụng thoải mái không vấn đề gì nhá. Đó, về sau thì chúng ta còn có cả chính sách bảo hành nữa mà ở bên em nữa mà. Rồi chúng ta sẽ có chiếc thứ ba, ở đây chính là một chiếc Seiko 5 quân đội. Phiên bản này sẽ là SRPH21K1. Phiên bản này ngày trước em cũng đã về cho anh em một hai chiếc rồi. Máy 4R36 nhá. Điều với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là đẹp khi mà mang trong mình một cái mô mặt dial là màu mặt trắng ngà, một cái màu kem đấy. Đó, màu trắng kem rất chi là đẹp. Rồi ở đây chúng ta sẽ có thiết kế đặc trưng của dòng siêu năm quân đội khi mà ba kim này, đã một ba kim ô kép, và ở đây sẽ có là các phần kim cọc là kim cọc số học trò. Rồi ở đây sẽ có là dòng chữ Seiko 5 này đó, rồi các cái cọc số rất chi là đẹp nhá, rất hài hòa trên chiếc đồng hồ này. Trên chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có đầy đủ dạ quang cho anh em. Đặc biệt hơn thì đây là dòng Seiko 5 quân đội, đây là một trong những dòng mà phải gọi là làm nên tên tuổi của thương hiệu Seiko rất là nhiều. Nó phải gọi là từ ngày xưa đến giờ thì Seiko 5 quân đội là một trong những cái tên gọi gì đấy mà được
anh em tìm kiếm rất là nhiều, gần như là đứng đầu trong cái bảng xếp hạng tìm kiếm đồng hồ Seiko đó. Thì anh em có thể thấy là dòng Seiko Quân đội nó nổi đến mức nào ha. Đó, ngày trước thì nó có những phiên bản như là máy 7S36 ấy. Đó, về những phiên bản đấy thì có độ chống nước cao đấy và nó sẽ thịnh hành giá rẻ tiếp cận với anh em. Cho nên là đây là một trong những cái màu mà những cái thương hiệu Seiko 5 quân đội đó, nó ra đời và nó đứng có một cái vị trí đứng trên thị trường nó cực kỳ vững chắc. Chúng ta sẽ có ở đây đó chính là một phiên bản với đầu máy 4R36. Với những phiên bản Seiko 5 quân đội đời mới này ấy, thì đây là những đàn em của những chiếc đồng hồ Seiko 5 quân đội ở ngày trước đó, và nó thừa hưởng rất là nhiều. Thứ nhất là thừa hưởng về thiết kế này, và nó cũng có cải tiến anh em nhé, cải tiến đáng kể luôn đấy. Ở đây sẽ có là cải tiến về kích thước size mặt này. Thông thường thì ngày trước thì nó sẽ có là size 42 và size 37 đấy, nhưng mà bây giờ ấy thì nó sẽ có là kích thước size 39.3 đấy, 39.4. Thì với kích thước size này thì sẽ đeo phù hợp với mọi cổ tay của anh em Việt Nam, cho nên là đây là một trong những kích thước size mà em nghĩ rằng là nó rất phù hợp, và nó cũng là một trong những cải tiến đáng kể của dòng Seiko 5 quân đội này. Đấy, rồi đặc biệt hơn là cỗ máy bên trong, cỗ máy là 4R, không phải là 7S nữa. Nó là cỗ máy 4R, thì 4R nó sẽ cao hơn 7S một bậc anh em nhé. Có đầy đủ những chức năng như lên có tay, dừng kim dây khi chỉnh giờ. Cho nên là chúng ta có thể đánh giá cái quan là phiên bản này đắt hơn thì tất nhiên rồi anh em ạ. Những dòng đấy mới thì nó đắt hơn nhiều đó, tại vì nó có những trang bị nó cải tiến hơn rất là nhiều đó. Rồi chúng ta sẽ có là cái phần thân vỏ này được làm bằng chất liệu thép 316L này đó. Rồi phần kính của chiếc đồng hồ này cũng là kính cong nhá anh em nhá, kính cong, nhưng mà kính này kính Hanlex, cái mặt kính cũng là kính độc quyền đến từ thương hiệu Seiko. Và ở đây chúng ta sẽ có là đặc biệt hơn thì với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có một bộ dây thép lưới. Những phiên bản Seiko 5 quân đội ngày trước thì gần như là chưa có những phiên bản dây thép lưới bao giờ cả anh em nhìn nhá. Đó, phiên bản đời mới này có dây thép lưới tạo nên một cái sự khác biệt rất là nhiều. Nó mang một cái phong cách nó vẫn là bụi bặm nhá anh em nhá, vẫn là cái thiết kế nó bụi bặm như thế, nhưng mà nó có thêm những cái chi tiết thẩm mỹ vào đấy. Đó, một những cái chi tiết như là phần bộ dây này anh em có thể thấy này. Đó, nhìn mặt đeo thì trông rất là bụi bặm, trông rất là khỏe khoắn đúng không ạ? Đó, nhưng mà đi vào đấy là một cái sự mềm mại của bộ dây thép lưới rất chi là đẹp. Đó, chúng ta sẽ có ở đây sẽ có một dòng chữ Seiko này cho cái khóa này. Rồi kích thước xe mặt là 39.4 phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16, anh em đây những phiên bản này rất hợp lý. Anh em có thể thấy đối với cổ tay của em chưa được cổ tay 16 nhá. Đây cho mình phiên bản dây thép lưới này vô cùng đẹp. Đó, một chiếc đồng hồ Seiko 5 quân đội màu trắng ngà, màu trắng kem rất chi tuyệt vời nhá. Đó rồi, chúng ta sẽ đi đến cái phần đáy, một cái chi tiết khá là quan trọng. Đáy là một trong những cái điểm mà để cho anh em phân biệt được hàng giả hàng nhái trên thị trường hiện nay. Cho nên là anh em có thể tham khảo qua màn hình nhỏ đây để là chúng ta nhìn qua là chúng ta biết là hàng giả hàng nhái liền. À, chúng ta sẽ có dòng chữ Seiko này, trông rất sắc nét này, water system là 13/100 m nước nhá, style steel, số serial number 14R36, trên D4 24 chân kính được ghi ở trên phần bố vàng rất chi tuyệt vời này. Đó, 36A nhá, Seiko Time Code. Rồi anh em có thể nhìn qua cỗ máy này, anh em biết là cỗ máy này nó làm tinh xảo đến như thế nào đó, và nó rất là trau chuốt về cái phần cỗ máy của chiếc đồng hồ này. Và đặc biệt hơn thì Seiko thì nó là một trong những thương hiệu lớn nhất, nên là nó không thể nào mà nó làm kém chất lượng cho anh em được, tung ra thị trường được. Nhưng anh em bảo là đây là phiên bản quốc tế thì đúng, đây là phiên bản quốc tế được lắp ráp và sản xuất tại các nước khác đó, nước thứ ba đó, được lắp ráp tại các nước thứ ba nhá anh em nhá. Nhưng mà nó phải đủ là chuẩn thì nó mới tung ra thị trường, cho nên là không phải cứ nước thứ ba là nó là hàng kém chất lượng đấy, không phải nội địa là nó chất lượng đâu. Nó tùy thuộc vào những cái ví dụ như chỉ riêng chiếc đấy thì nó bị lỗi đi chẳng hạn, thì bản nhân nội địa thì nó cũng vậy, mà bản quốc tế nó cũng vậy thôi. Cho nên là anh em định kiến nó khá là sai về cái nơi mà chúng ta phải gọi là lắp ráp đấy. Đó rồi, mức giá hiện tại em đang gửi đến cho anh em là 5.500.000 đồng anh em nhé, 5.500.000 đồng cho phiên bản Seiko 5 quân đội như thế này để thêm lưới rất chi tuyệt vời. Màu trắng ngà này là một trong những màu mà em phải gọi là rất là thích, tại vì màu trắng ngà này nó sáng hơn và có phiên bản màu đen nữa đó. Nhưng mà màu đen thì đợt tới em sẽ review cho anh em sau nhá. Màu trắng ngà này thì đây là một trong những màu mà em khá là ưa thích, cho nên là em muốn giới thiệu em cho toàn thể với anh em.
Đó rồi, đây là mẫu sản phẩm thứ ba trong video ngày nay rồi. Ở cuối cùng ở đây chúng ta sẽ có là một chiếc đồng hồ Seiko. Dòng này cũng là dòng Seiko 5 quân đội nhá. Và được, à em xin lỗi, đây là dòng Seiko 5 size nhỏ. Thì riêng với cái chiếc đồng hồ này thì anh có thể thấy là đây là một phiên bản SNKN 19 nhá. 19K1, phiên bản này khá quen thuộc với anh em. Có máy 7S26 này, automatic này, Waterston và mấy mén nước. Riêng về chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có một cái màu xám. Đó, màu xám anh em nhá. Màu xám này là màu xám khói. Đó, màu xám khói nhạt nhưng mà không phải là giống như phiên bản NIF79 đâu. NIF79 thì màu xám nó đậm hơn, còn màu này là sẽ nhạt hơn một chút. Rồi riêng về cái phần này thì em ngày trước em có lên video cho anh em là SNKN 17 đúng không ạ? Màu trắng. Và đây là một trong những màu xám nữa, màu trắng và màu xám là hai cái màu bán chạy nhất của phiên bản này. Đó, tại vì nó có những cái phần kim cọc mà PVD màu vàng ấy các bác, cho nên là nhìn trông nó rất là đẹp. Đấy, chi tiết màu vàng gold nó tạo đến điểm nhấn cho chiếc đồng hồ. Nên là được rất là nhiều anh em chào đón và mua. Đó rồi, chúng ta sẽ có ở đây chính là thiết kế ba kim một lưỡi kép nhá, dòng chữ Seiko 5 automatic. Rồi thiết kế của phiên bản này thì chúng ta có thể thấy là một cái thiết kế khá là đơn giản nhưng mà nó mang lại cái độ thẩm mỹ khá là cao. Đó rồi, phiên bản này sẽ có máy F7S26. Cũng máy này thì em cũng đã giới thiệu cho anh em cái chiếc thứ hai rồi ha. Đó, cũng máy cơ bản nhất rồi. Đó. Rồi chúng ta sẽ có là mặt kính cũng là mặt kính HLX này, phần thân vỏ cũng là bằng chất liệu thép 316L. Và đặc biệt hơn thì khi mà em cầm lên tay cái phiên bản này thì nó chắc chắn hơn. Và anh em có thể thấy là với cái phiên bản này mắt của nó sẽ trông nó sẽ to và dày hơn một chút. Đấy, cho nên là anh em thấy là những cái đường chỉ line này trông nó khá là to bản. Và khi mà chúng ta cầm lên tay thì trông nó sẽ rất là chắc chắn. Rồi phần đáy của chiếc đồng hồ này cũng có đầy đủ những thông tin như là số serial number này, ở độ chống nước, rồi theo chuẩn chống gỉ nhá. Máy 7S26 trên đi 21 chân kính. Chúng ta sẽ đi đến kích thước size mặt của phiên bản này. Kích thước size mặt của em này đó chính là 37.8 tầm 38 phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16 anh em. Đây, những phiên bản này rất là hợp lý. Anh em có thể thấy đối với cổ tay của em chưa, đây cổ tay 16 nhá. Đây cho mình phiên bản này rất đẹp. Đặc biệt hơn thì nhớ anh em đâu đấy cổ tay tầm 15.5 là anh em đeo đẹp nhất về phiên bản này. Đó, một cái kích thước size nó vừa phải. Đó, Seiko 5 size nhỏ mà. Đó thì nó sẽ có những cái mức giá rất là hợp lý cho anh em. Hiện tại em đang gửi đến cho anh em là 2 triệu 950 nghìn đồng. 2 triệu 950 nghìn đồng anh em nhá. Hàng mới 100% đầy đủ hộp sổ. Đấy, anh em nhận hàng, anh em cọc trước giúp em tối thiểu 200, nhận hàng sau đấy thì kiểm tra hàng chuẩn mẫu, chuẩn chính hãng thì bên em sẽ anh em trả tiền cho shipper vậy thôi. Đó, đấy là cách thức mua hàng bên em. Đấy. Đây là cái mẫu sản phẩm cuối cùng trong video hôm nay. Thì anh em nào quan tâm về bốn cái mẫu sản phẩm này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline nhé, 0969 732822, để em sẽ là người tư vấn trực tiếp cho anh em về những mẫu sản phẩm này. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã ngồi đây lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn lại anh em ở những chiếc video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.